Hiểu Phân ok. phân tích đa thức thành nhân tử nha. No, Quen không? không Hồi lớp 8 đó. không Gồm có mấy cách: nhân tử chung, nhóm, hằng đẳng thức và kết hợp đó. Không có khả năng nhớ thì có kỹ năng làm cũng được. Thực với hằng. Học xong phải biết làm, học xong không không biết làm quỳ vốn. Ví thôi dụ mình biết làm không mà học được không. vậy thì bạn không có khả năng truyền đạt, Ok chỉ làm người thợ thôi, thôi không được. không có làm doanh nhân được. Bắt đầu 3 cộng căn 3 thì nhân kỹ nè, nhân kỹ 3. Nhưng vô đây 3, đây làm bài riêng nha. 3 thì có phải bằng căn 3 bình không? Đóng ngoặc vô cho mấy bạn thấy dễ. 4 có phải bằng căn 4 gì? Bình không? 5 có phải bằng căn 5 bình không? 10 có phải là căn 5 căn 10 bình không? Có hiểu cái chỗ này chưa? Đó là kỹ năng nha. Rồi bắt đầu 3 này có phải là căn gì? Căn 3 bình cộng. Hiểu. Hai này có chung gì? Chung căn 3. Mang căn 3 ra đặt làm nhân tử chung, còn lại đọc mang căn 3 ra, còn lại căn 3 cộng 1, hiểu không? Mang hết còn lại số 1. Thằng này hai thằng mang có 1 thằng, còn lại căn 3. Kịp. Bài B nè. Tập trung. Bài này khó hơn một chút xíu nè. Căn 2. Cái thứ gì lợi nghe lợi nói là cái gì không làm thì viết lại cho người ta nghe. Rồi, căn 2 có làm không? Nhìn vô căn 2 có làm không? Không, viết lại. Hiểu. Trừ. Hai này có phải là căn 2 gì? Căn 2 bình nhân 5. 2 căn 5. Hai này chính là căn 2 bình rồi. Nhân căn 5. Hiểu chưa? Ok. Tiếp bằng. Hai này chung gì? Mang căn 2 ra nè, nhìn kỹ năng nè. Ra nhiêu? Căn 2. Căn mang hết còn lại số mấy? Thì nãy mới nói rồi, trừ. Trừ căn 2. Căn 2 nhân. Căn Hiểu không? Bằng làm gọn luôn, căn 2 nhân 1 trừ để căn mấy? Căn 10. Căn 10, hiểu không? Nữa không? Nữa. Nữa ra, bài 3 nè. Đọc nội tôi cái bài này dễ à. Dữ Lên mạng không ai cỡ không đâu chỉ đâu. Dắt ra gặp Đức Toàn hết mệt liền cái gì? Yes, cái đó là kích thích não thôi chứ không có làm được cái gì á. Đồ điên. Sam. Nhìn vô. Ok. Bị trang nè. Hai chính là căn hai gì? Hai hiểu. Nhân. Căn 7. Tiếp. Cộng. Căn 7 bình. Nhìn vô đi. Căn 2. Hiểu chưa? Ok. Tao kêu mày nhìn chứ mày đừng có ok kiết gì á. Con đang hỏi tao. Điên. Thơ thì con hỏi nhìn vô, thôi. bắt đầu chung cái gì? Những này với này chung căn căn 2 đúng không? Chung gì nữa? Căn 7. Hiểu chưa? Bắt đầu nè, mang nè, còn gì viết lại cho ta? Căn 7. Đọc dấu đàng hoàng, kịp luôn chưa? Nhìn vô đây đừng có mơ mơ màng màng. Bài 4 nè, tập trung chốt lại bài này đi rồi bắt đầu tự làm lại nè. Bắt đầu bằng đọc lên cái này. Thiện đọc trước cái chỗ này đi. Ba căn bình. Căn 3 bình nè. Mày ca đọc chưa hết đã, nó mày ở đây nó ở đây mà. Căn 2. Trừ mày đó, mày nhìn trừ trừ 2 căn bình. Đúng đọc rồi. Đàng hoàng, đọc bị ngược rồi đó. Căn 2 tất cả bình nhân. Nhân căn 3. Hiểu chưa? Hiểu. Thân thiện, chung gì thiện? Căn 3 nè, thấy không? À. Chung gì nữa? Chung căn 2 nè, thấy không? Mang ra căn 3 nhân căn 2 nè. Nhìn kỹ năng nè. Hai thằng mà mang ra một thằng nè. Mang hết nè, mang một thằng nè, mang hết nè, còn gì đọc lại? Căn 3 căn trừ căn 2. Hiểu không? Hiểu. Nữa không? No. No phải không? Rồi 5. Chút mình làm mới khó, mình không có biết làm. Rồi Ngọc đọc ra dòng đầu. Dòng đầu của Ngọc á. Căn 5 tất cả bình. Đúng rồi, từ từ. Căn 3.
cho nó đúng nha, cố gắng rèn cho nó đúng. Đọc hết cả một dòng mà. Nghe tiếng Việt đi. Căn 3 tất cả bình nhân căn 5. Rồi tới anh Thiện nè. Chúng gì? Căn 5. Một cái tiếp. Căn 3. Tiếp. Nhân mở ngoặc nè. Rút nè, rút nè, rút nè, rút nè, còn lại căn 5 cộng căn 3. Hiểu không? Nữa không? No. Hiểu rồi. Ừ, hiểu rồi, tới làm nè. Làm tài le. Làm hết cái bài số 5.